Dạ, Pháp Tuấn iShop xin kính chào quý bà con. Chào mừng quý bà con đã trở lại với kênh YouTube iShop.vn, chuyên kênh của hệ thống tưới. Trước tiên, công nghệ tưới iShop rất vui khi quý bà con dành nhiều sự quan tâm đến bếp tưới iShop X9000. Và gần đây, iShop nhận được rất nhiều phản hồi tốt cũng như là câu hỏi của quý bà con về bếp tưới iShop X9000. Thì như quý bà con đã biết, bếp tưới iShop X9000 có các loại lưu lượng như 35 lít, 55 lít, 60 lít, 80 lít, 95 lít, 120 lít và 280 lít. Thành phần và cấu tạo bên trong của nó thì công nghệ tưới iShop đã giới thiệu ở video trước, quý bà con có thể xem link ở dưới phần mô tả nhé. Vậy bếp tưới iShop X9000 thì phù hợp với cây trồng nào nhỉ, và nên chọn lưu lượng bao nhiêu lít để phù hợp cho cây trồng của mình? Ngay bây giờ thì mời quý bà con cùng tôi đi hỏi anh Hiển cho rõ nhé. Xin chào anh Hiển. Thì một số quý bà con thắc mắc là các loại lưu lượng của bếp tưới iShop X9000 thì phù hợp với lại cây trồng nào, thì anh có thể giải đáp thắc mắc cho quý bà con được biết được không ạ? Xin chào Hồng. Vâng, xin chào quý bà con. Thì để chúng ta biết được cái lưu lượng nào của bếp X9000 cho cái loại cây nào á, thì đầu tiên quý bà con phải biết đến cái vũ lượng là gì. Thì như chúng ta đã biết đó, là trên cái các cái dự báo thời tiết thì chúng ta thấy rằng là dự báo thời tiết hay nói là vũ lượng của cơn mưa này là 10 mm hoặc là 20 mm. Đó là có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là chúng ta, nếu mà chúng ta sử dụng một cái dụng cụ hình trụ, ví dụ như cái ca hình trụ ha, hoặc là cái xô hình trụ, và cái miệng của nó là ở phía trên và phía dưới là phải bằng nhau, và chúng ta để ngoài sân để hứng trong cái cơn mưa đó, và khi chúng ta hứng được á, là sau cơn mưa đó nó cao bao nhiêu mm thì cơn mưa đó có cái giá trị, đó là ví dụ như chúng ta được 10 mm thì cơn mưa đó có vũ lượng là 10 mm. Vậy vũ lượng của 10 mm đó hay là 20 mm đó thì có liên quan gì đến hệ thống tưới của chúng ta hả anh? Thì với vũ lượng là 10 mm hoặc là 20 mm thì chúng ta có thể là tính được, là giả sử như chúng ta chọn cái vũ lượng cho hệ thống tưới của chúng ta là 10 mm thì trên 1 hecta nó sẽ có một diện tích đó là 10.000 m². Như vậy thì cứ 10 mm sau trận mưa đó đó thì chúng ta sẽ gom được một cái thể tích của nước á, nước mưa á, chúng ta gom được sau trận mưa đó sẽ làm 1 hecta sẽ là 100 m³. Vậy chúng ta chọn 100 m³ đó để thiết kế cho vườn của chúng ta hả anh? Sau một cơn mưa có cái vũ lượng là 10 mm thì chúng ta thu được trên 1 hecta là 100 m³. Nhưng mà khi mà chúng ta thiết kế đó thì chúng ta sẽ quy về là mét khối trên giờ để chúng ta thiết kế. Và thông thường á, thì chúng ta sẽ chọn là đối với tưới gốc mà không phủ hết diện tích á, hoặc là gần hết diện tích, thì chúng ta sẽ chọn nó là khoảng tầm 50 m³/giờ. Còn ví dụ như chúng ta muốn tưới nó 100 m³/hecta thì chúng ta sẽ tưới 2 giờ đồng hồ. Còn nếu mà chúng ta muốn tưới 50 khối thôi thì chúng ta sẽ chọn là 1 giờ đồng hồ. Cũng như vậy thì chúng ta tưới gốc mà loại cây nào mà nó cần nhiều nước hơn và diện tích nó phun phủ gần như là hết diện tích á, thì chúng ta có thể chọn lưu lượng khác. Có nghĩa là chúng ta sẽ chọn là ví dụ như vũ lượng ở đây là chúng ta chọn là 70 m³/giờ. Hoặc là đối với tưới phủ thì chúng ta có thể chọn là 100 m³/giờ. Đấy, thì cái vấn đề về vũ lượng nó liên quan đến cái hệ thống tưới của chúng ta ở cái khâu là sau một cơn mưa, đối với cái loại đất đó của chúng ta cảm thấy là sau cơn mưa đó chúng ta lấy cái ca chúng ta hứng, mà sau cơn mưa 1 tiếng đồng hồ mà chúng ta cảm thấy là nó dâng lên 10 mm hay 7 mm hay là 15 mm, mà chúng ta thấy đất nó ướt đều, chúng ta cảm thấy như vậy là vừa, thì chúng ta sẽ chọn cái lưu lượng đó để chúng ta thiết kế.
Nhưng mà em vẫn thắc mắc một điều là cái đơn vị vũ lượng mưa đó thì nó có liên quan gì đến lưu lượng của vector Aesop X9000 hả anh? Ngoài cái con số mà vũ lượng của chúng ta chọn đó thì nó sẽ còn một cái con số nữa là mật độ của cây trồng. Ví dụ như là chúng ta có mật độ là 3x3, 4x4, 4x5, 5x5, 5x6, 6x6, 8x8, 9x9, vân vân. Những cái con số đó nó sẽ liên quan đến cái việc là chúng ta chọn cái lưu lượng của bét như thế nào. Và chúng ta phải kết hợp giữa hai con số đó thì chúng ta mới đưa ra được cái lưu lượng của bét tưới phù hợp cho cái mật độ trồng cũng như là lưu lượng chọn của chúng ta. Và lưu lượng chọn của chúng ta nó phụ thuộc vào cái sự mong muốn của tùy mỗi cá nhân của quý bà con, và cũng như tùy thuộc vào cái loại đất của chúng ta. Ví dụ như đất của chúng ta là mau rút nước thì chúng ta tưới theo kiểu khác, mà đất của chúng ta mà nó ngậm nước thì chúng ta sẽ tưới theo cách khác. Thì tùy vào con số đó mà quý bà con sẽ chọn. Thì thông thường công nghệ tưới Aesop sẽ chọn cho quý bà con, khi bà con đưa những cái thông tin cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ tính toán cho quý bà con những cái con số phù hợp nhất đối với cái loại đất đó và đối với loại mật độ cây trồng. Vậy anh có thể nói cho quý bà con biết là bét Aesop X9000 35 lít thì phù hợp với lại cây trồng gì được không ạ? Vâng, với cái lưu lượng 35 lít trên giờ của bét tưới Aesop X9000 thì chúng ta có thể sử dụng nó cho những loại cây có mật độ trồng dưới 3m ha, 3x3. Tôi nói ví dụ như là cây thanh long hoặc là cây măng cầu na hoặc là cây mít trồng dày ha. Tại sao lại như thế? Chúng ta giả sử chúng ta chọn với cây thanh long, 1 hecta của chúng ta có 1.000 cây. Và thông thường là cây thanh long là chúng ta sẽ chọn là một gốc là 2 bét tưới. Như vậy thì 2 bét tưới mà nhân cho 1.000 gốc thì chúng ta sẽ có là con số là 2.000 bét tưới. Và lưu lượng của nó là 35 lít trên giờ thì chúng ta sẽ có 2.000 bét là chúng ta sẽ ra lưu lượng của nó là 70 mét khối trên giờ cho 1 hecta. Như vậy là nó sẽ lọt vào trong cái con số là con số 70 khối trên giờ, là cái con số mà nó phù hợp với loại cây thanh long mà trồng trên đất cát ha. Vậy thì còn đối với cây sầu riêng thì mình sử dụng bét bao nhiêu lít hả anh? Đối với cây sầu riêng á thì chúng ta thấy rằng là cái khoảng cách trồng của nó là khá là thưa. Có một số quý bà con trồng là khoảng cách 7x7 hoặc là 8x8 hoặc là 9x9. Thì tôi sẽ lấy một cái ví dụ điển hình như là với khoảng cách là trồng là 7x7 đi, chúng ta sẽ chọn bét bao nhiêu? Nếu chúng ta sử dụng 7x7 thì 1 hecta chúng ta sẽ có bao nhiêu cây nhỉ? 7x7 là 49m2 đúng không ạ? Và chúng ta sẽ làm tròn nó thành 50m2. Nếu chúng ta lấy 1 hecta là 10.000m2 thì chúng ta chia cho 50 thì chúng ta sẽ ra được số gốc là 200 gốc. Tôi giả sử như là vũ lượng của nó là 40 khối đi, 40 khối trên 1 giờ thì chúng ta sẽ lấy 40 khối đó chúng ta chia cho số lượng 200 cây thì mỗi cây nó sẽ đạt là 200 lít trên giờ. Và 200 lít trên giờ này chúng ta chia cho mỗi gốc, nếu chúng ta sử dụng 2 bét thì bét của chúng ta là nằm ở trong cái mức khoảng tầm 100 lít trên giờ. Như vậy là 2 bét là 200 lít trên giờ thì chúng ta có thể chọn là bét X9000 loại bù áp 95 lít trên giờ, hoặc là chúng ta sẽ sử dụng là bét không bù áp 120 lít trên giờ. Thì cả hai bét này đều phù hợp cho cây sầu riêng của chúng ta. Nhưng mà anh, có một số khách hàng thì lại hỏi chúng ta là sử dụng bét 35 lít cho cây sầu riêng thì có được không ạ? Trong trường hợp mà chúng ta sử dụng cái bét 35 lít cho cây sầu riêng, như vậy thì như khúc đầu tôi đã nói là đối với bét 35 lít đó, thì chúng ta nên sử dụng cho những cái khoảng cách trồng là dưới 3m. Còn nếu như chúng ta sử dụng cho cây sầu riêng mà chúng ta sử dụng 35 lít á, thì nó sẽ nảy sinh ra một cái tình trạng như thế này nha quý bà con. Đó là ví dụ như là trong trường hợp lúc nãy tôi thiết kế đó, thì quý bà con thấy là
với 50m² cho một cây sầu riêng thì chúng ta được là 200 cây và 35 lít trên giờ cho một cây. Thì chúng ta nhân lên là nó sẽ là 7 khối trên giờ. Đó, quý bà con thấy không? Chỉ có 7 khối trên giờ thôi. Thì cái vũ lượng như vậy, quý bà con lưu ý nha, 7 khối trên giờ, 7 mét khối trên giờ nước ha. Thì tương đương với cái cây của chúng ta, cây sầu riêng của chúng ta cần là vào cái thời gian mà đẫm nước để chúng ta làm bông, có thể là chúng ta phải sử dụng là 200 lít cho một cây một ngày, hoặc là 400 lít cho một cây một ngày một lần tưới ha. Thì chúng ta sẽ tưới bao nhiêu tiếng đây? Đó, thì chúng ta thấy rằng là để đạt được 400 lít cho một lần tưới thì chúng ta phải tưới từ sáng tới chiều, tại vì một bét của chúng ta chỉ sử dụng được là 35 lít trên giờ thôi. Chúng ta cứ nhân lên, chúng ta lấy 400 lít mà chúng ta chia cho 35 lít trên giờ thì nó sẽ ra được là 11 giờ đồng hồ tưới. Mặc dù rằng là chúng ta làm như thế thì chúng ta được một cái rất là hay, là có nghĩa là chúng ta sẽ tưới được diện tích rất là lớn, nhưng để ra được cái lưu lượng 35 lít trên giờ mà phủ trên diện tích 1 hecta cho 200 bét thì chúng ta thấy đó là một điều gần như là bất khả thi, tại vì cái bét nó phải phun rất xa và phải rất là sương thì nó mới phun ra tới như vậy được. Và khi phun sương như vậy thì cái việc châm phân cũng như là cái việc chúng ta tưới mà bị gió nó mang đi ấy, thì nó rất là dễ xảy ra. Như vậy là nó sẽ ảnh hưởng cho đến cái việc là chúng ta sử dụng cái bét 35 lít trên giờ cho cây sầu riêng. Cho nên là công nghệ tưới Airsoft cũng khuyến cáo quý bà con không nên sử dụng bét 35 lít cho cây sầu riêng. Một bét hoặc hai bét cũng vậy ha. Để quý bà con có thể hiểu rõ hơn nữa thì anh đưa thêm một ví dụ về cây bưởi đi anh. Và sau đây thì mời quý bà con hãy cùng cầm máy tính và tính toán cùng Hồng luôn nhé. Để tính cho cây bưởi thì đầu tiên chúng ta phải biết mật độ của cây bưởi chúng ta trồng là bao nhiêu. Ví dụ như bà con trồng là khoảng cách 6x6 thì chúng ta có 1 hecta là 10.000m² chia cho 36m², 6x6 ha, thì chúng ta sẽ được số lượng cây là bao nhiêu? 277 cây. Và chúng ta cũng chọn lưu lượng tưới của chúng ta, ví dụ như chúng ta chọn là 40 khối trên 1 giờ thì chúng ta sẽ ra được là 40.000 lít chia cho 277 cây, ra một con số là 144 lít trên giờ cho một cây. Như vậy thì chúng ta sẽ chọn là cái lưu lượng của bét của chúng ta sẽ nằm ở mức nào nhỉ? 60 lít hoặc là 80 lít cho một cây. 60 lít hoặc 80 lít trên giờ và chúng ta đi 2 bét. Như vậy thì chúng ta thấy là 60 lít chúng ta nhân 2 lên thì nó ra 120 lít, là dưới cái ngưỡng của 40 khối trên giờ. Và 80 lít thì chúng ta nhân 2 lên là 160 lít và nó trên cái ngưỡng là 40 khối trên giờ. Vậy thì chúng ta nên chọn nó là 80 lít hoặc 60 lít đều được ha nha quý bà con. Nhưng chúng ta nên chọn ở mức cao hơn để chúng ta thấy tức là khi chúng ta thiết kế thì chúng ta sẽ chọn ở mức cao hơn, còn khi chúng ta áp dụng vào á thì chúng ta nên chọn ở cái mức là tùy của chúng ta. Thì ví dụ chúng ta chọn 60 lít trên giờ vẫn được ha. Và khi chọn 60 lít trên giờ thì chúng ta đã tính cao hơn, thì sau này chúng ta có nâng cấp bét lên chúng ta vẫn có thể là nâng cấp lên được. Còn nếu chúng ta chọn ở cái ngưỡng dưới á, chúng ta ví dụ như là chúng ta tính ra là 144 lít trên giờ mà chúng ta chọn để thiết kế khoảng tầm 100 lít trên giờ cho một cây, thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cái vấn đề sẽ nảy sinh ra nếu sau này chúng ta muốn nâng cấp bét của chúng ta lên là cái lưu lượng cao hơn thì chúng ta không thể nâng cấp được. Đó cũng chính là trong cái vấn đề là khi chúng ta tính toán cái mạng lưới hệ thống đường ống hạ tầng cho cái cây sầu riêng như tôi đã phân tích cho quý bà con thấy, thì khi chúng ta tính cho 35 lít trên giờ thì sau này chúng ta nâng cấp lên không thể được, chúng ta không thể nâng cấp lên được. Đó là một trong những cái vấn đề là chúng ta cần cân nhắc ha quý bà con.
Vâng, thì bây giờ anh có thể tóm gọn lại cho quý bà con biết được là dùng bếp lưu lượng nào và phù hợp với cây nào được không ạ? Vâng, thưa quý bà con, thì tôi sẽ tổng kết lại cho quý bà con là lưu lượng bếp tưới Asop X9000. Ví dụ như chúng ta sẽ chọn bếp 35 lít/giờ cho những loại cây nào có cái khoảng cách trồng là dưới 3 mét ha nha quý bà con. Ví dụ như là cây thanh long, cây nam măng cầu na ha, rồi cây mít, những loại cây mà mít siêu sớm á, trồng khoảng cách dưới 3 mét nha quý bà con. Và thứ hai là chúng ta sẽ chọn những cái bếp, ví dụ như bếp lưu lượng 55 lít/giờ hoặc là 60 lít/giờ cho những loại cây có khoảng cách trồng xa hơn, như là 4x5, 5x5 hoặc là 5x6 hoặc là 6x6, thì chúng ta sẽ chọn những cái loại bếp như vậy. Ví dụ như là cây bưởi nha quý bà con, ví dụ như cây bưởi, rồi một số loại cây như là cây mắc ca, những cái loại cây mà chúng ta trồng khoảng cách như vậy ha. Cây bơ nữa, cây bơ chúng ta cũng sẽ sử dụng là bếp 60 lít/giờ và cho hai bếp ha. Chúng ta cũng có thể đôn lên là bếp 80 lít/giờ. Còn trường hợp mà như cây sầu riêng và cây măng cụt, những cái loại cây mà khoảng cách trồng nó xa như là 7-8 mét trở lên hoặc 9 mét 10 mét, thì chúng ta sẽ sử dụng bếp cao nhất của chúng ta là bếp 120 lít/giờ hoặc là bếp 95 lít/giờ. Thì đó là những cái bếp mà phù hợp với những loại cây lớn như vậy. Và cuối cùng là cái bếp mà để chúng ta tưới phủ ở đây là chúng ta tưới cỏ ha, hoặc là tưới trên đầu trụ thanh long, hoặc là tưới trên tưới rửa trái cho cây na chẳng hạn, thì chúng ta sẽ sử dụng là bếp 280 lít/giờ, đó là sử dụng cho tưới phủ nha quý bà con. Vâng, vậy là ở đoạn đối thoại vừa rồi, anh Hiển đã giải thích rất rõ cho quý bà con về việc nên chọn lưu lượng nào của bếp tưới X9000 phù hợp cho cây trồng nào. Thì nếu quý bà con xem video có thắc mắc gì, hãy bình luận ở phía dưới để công nghệ tưới Asop có thể giải đáp thắc mắc cho quý bà con nhé. Còn quý bà con nào muốn tư vấn, tính toán thủy lực cho hệ thống tưới của mình thì hãy nhấc điện thoại lên và gọi điện cho số 0365720072 để được tư vấn cụ thể nhé. Tôi, kỹ sư Tiểu Hồng, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ tưới Asop, xin kính chào và hẹn gặp lại. Xin chào anh Hiển, thì có một số quý bà con thắc mắc là các loại lưu lượng của bếp tưới Asop X9000 thì phù hợp với cây trồng nào, thì anh có thể trả lời câu hỏi cho quý bà con được không ạ? Vâng. Cái này thì anh phải cần bếp lưu lượng nhé. Cần bếp lưu lượng nhé. Vậy anh đã lời sao? Đó, vâng, thưa quý bà con, để được bếp lưu lượng chúng ta phù hợp cho cây gì thì đầu tiên. Cái này phải căng nhé, phải học thuộc nhé. Vâng, thưa quý bà con, thì anh có tầm này xong rồi bắt đầu là quay góc này, góc này. Thôi mình cứ làm hết là cái gì này đi, xem là làm được của bên này, bên này. Đừng tập thôi á, cái nào gì cũng được như này. Cái này lúc này lại cho hai cái này, để nó lại. Nó lại nó lại được mà. Nên không phải xong anh, phải được trước. Thế mua thêm hai máy để quay, luôn lần được quay. Mua. Mua chân quay này. Vâng, thưa bà con, để biết được cái loại bếp nào cho anh để thẳng luôn. Dạ, nhưng mà em bị cái này, em sẽ thẳng luôn mà. Không, cần gì thấy không ạ? Để trực cơ mà. Rồi, video này đừng nói từ đầu cao, không có gì. Vâng, thưa bà con.